Chào các bạn, hiện giờ là khoảng gần 6 giờ sáng. Mình đang có mặt tại phi trường Los Angeles. Hôm nay mình có chuyến bay vào buổi sáng, bay từ Mỹ về Sài Gòn. Hàng ngày có rất là nhiều chuyến bay kết nối từ bờ Tây của nước Mỹ để bay về các nước Á Châu như là Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Đài Loan, Philippines, Mã Lai, Thái Lan, v.v. Hôm nay mình đi hãng máy bay Asiana Airlines, sẽ quá cảnh ở Hàn Quốc, sau đó sẽ từ Hàn Quốc bay về Sài Gòn. Một nhân viên an ninh ở phi trường đang dắt một con chó để ngửi những cái mùi từ hành lý xách tay của các hành khách đi ngang qua đây. Bạn vào một cái cửa hàng miễn thuế ở phi trường để xem coi có cái gì mua được và làm quà nhé. Ở đây có bán rất là nhiều các chai rượu mạnh nổi tiếng. Đây là chiếc
Airbus A380 sẽ đưa chúng ta từ Los Angeles để bay về đến Hàn Quốc. Sắp đến giờ lên máy bay, mọi người đang chuẩn bị xếp hàng chờ lên máy bay. Tiếp viên hàng không yêu cầu các hành khách phải mang khẩu trang khi lên máy bay. Khẩu trang vẫn còn bắt buộc khi bạn ngồi trên máy bay. Chỉ ngoại trừ lúc mình ăn uống thì tháo ra thôi. Everybody take off your mask. Take off your mask. Thank you. Stand. Look. Thank you. Tại chỗ ngồi của mỗi hành khách có một cái túi, trong đó có một cái headphone để nghe nhạc, xem phim, cái đôi dép để đi trên máy bay và cái bàn chải đánh răng như kem.
Các tiếp viên hàng không đang giúp những hành khách cuối cùng lên máy bay để ổn định chỗ ngồi. Thời gian bay từ Los Angeles đến Incheon là khoảng mất 13 tiếng rưỡi. Có rất là nhiều phim mới cũng như cũ ở trên máy bay để các bạn có thể xem nếu mà không ngủ được. Phần ăn đầu tiên trên máy bay, bạn có thể chọn cơm gà, thịt bò hay là cơm trộn Hàn Quốc, bibimbap. Cơm trắng trộn với lại rau cải, thịt bằm, nấm, kim chi. Có nước sốt gà chua cay và dầu mè, bỏ mọi thứ vào, bạn dùng muỗng để trộn đều lên. Thank you.
Đây là phần ăn thứ hai. Bạn có thể chọn cơm gà, roti với lại rau cải hấp hay là cơm với lại thịt bò. Bistec. Máy bay của chúng ta vừa bay qua không phận của Nhật Bản và sắp sửa bay đến sân bay Incheon ở Hàn Quốc. Máy bay của chúng ta đang chuẩn bị hạ cánh xuống phi trường quốc tế Incheon ở Hàn Quốc. Trước khi xuống máy bay, bạn nên kiểm tra hành lý cá nhân của mình để không bỏ sót lại cái gì trên máy bay. Thank you, thank you. Bye. Khi xuống máy bay, bạn tiếp tục đi theo đoàn người để đi đến khu vực transfer, là đi đến khu vực chuyển tiếp và đi qua cái chỗ khám xét hành lý cá nhân một lần nữa trước khi lên máy bay để đi về Sài Gòn. Bạn đi theo cái bảng chỉ dẫn có chữ transfer ở trên. Sau khi đi qua khu vực khám xét hành lý cá nhân, bạn đi ra cổng chờ và tìm cái cổng máy bay của mình đi về Sài Gòn.
là cổng số mấy. Thank you.
Máy bay của chúng ta đang chuẩn bị đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất. Máy bay của chúng ta vừa đáp xuống an toàn ở phi trường Tân Sơn Nhất sau một chuyến hành trình dài gần một ngày trời. Sau khi làm thủ tục nhập cảnh xong thì bạn đi xuống dưới lầu đến chỗ để chờ lấy hành lý. Tất cả các hành lý được chuyển từ phi trường Los Angeles giờ sẽ đến đây. Đây là loại xe limousine 9 chỗ, có ghế massage, máy lạnh, rất là rộng rãi, thoải mái. Đi từ sân bay về thẳng Vũng Tàu. Hôm nay xe chỉ có 3 khách nên còn rất nhiều ghế trống, rộng rãi, thoải mái.
Thank you.